các bạn ngày mới sức khỏe dồi dào và tràn đầy niềm vui ha. Rồi ok các bạn ơi, thì bữa nay mình có một cái người bạn họ nuôi gà ha, để mà bán trứng gà ha. Thì họ có nuôi hai con vịt để mà nuôi chơi đó. Thì hai con vịt thì nó đẻ quá trời luôn mà họ không biết ăn. Nó bán thì trứng vịt thì bán không được mà ăn không biết ăn. Cho nên ông cái người bạn này họ mới tặng cho mình. Rồi ha, đây là khoảng 40 trứng. Sẵn cái hộp vịt này tươi xanh luôn mà trứng nào trứng nấy khổng lồ. Ha, rồi đây là gần 40 trứng. Rồi mình sẽ làm cái món hộp vịt muối cho gia đình ăn, rồi sẵn mình chia sẻ với các bạn luôn. Ha, đây là hộp vịt các bạn về rửa sạch sẽ. Đây là mình rửa sạch sẽ hết trơn rồi, mình sợ là mất thời gian các bạn nha. Đó, rồi. Ok. 40 trứng hộp vịt. Bây giờ mình sẽ đổ muối vô ha. Mình sẽ lấy muối mình đổ vô. Mình sẽ làm cái này với bia nha các bạn. Thì các bạn làm cái này theo cách này coi như là có trứng hồng vịt muối ăn là rất là ngon ha. Thì đây là muối ha, mình mới đổ vô các bạn thấy ha. Còn đây là bia. Thì mình sử dụng bia Heineken thì mình xin thưa với các bạn bia nào cũng được hết ha. Không có nhất thiết là phải bia Heineken nha. Tại vì mình sợ các bạn thấy cái bia Heineken đó thì các bạn phải làm bia Heineken là cũng được ha, mà không có cũng được đó. Xong rồi bây giờ các bạn lấy cái hộp vịt đó ha, các bạn nhúng vô bia, rồi các bạn nhúng vô muối, nó y như vậy ha các bạn. Thì các bạn làm cái cách này là ăn chứa hộp vịt muối là coi như là hết ý luôn. Rồi các bạn bổ vô cái bịch, để cái bịch xích vô để cho bà con thấy ha. Đó, rồi rồi các bạn lấy khung các bạn cột lại nó, thì đưa cái bịch vô xong rồi nó vậy đó. Rồi đó, thì các bạn cứ làm vậy ha. Đó, thì đây đây ha, thì các bạn làm giống y như vậy đó, thì giống như vậy nữa đó. Thì các bạn cứ nhúng với lại bia, xong rồi các bạn nhúng với lại muối, rồi các bạn để vô trong bịch. Thì cái này á là các bạn để như vậy. Thì cái này á thì các bạn để khoảng 25-30 ngày nha. Đó. Các bạn cứ thấm muối cho nhiều nha. Các bạn đừng có sợ mặn ha, có việc thấm cho nó dính hết cái hộp chứa hộp vịt luôn. Rồi đó. Tất cả là khoảng 40 trứng, các bạn cứ làm giống y như vậy. Mình làm cũng giống như vậy ha, lấy một cái trứng hột vịt chấm với lại bia, xong rồi ướp qua một cái miếng muối, ướp cho thật là nhiều muối, xong rồi bỏ vô bịch cột lại ha. Thì như vậy các bạn để trong vòng khoảng 20-25 hoặc là 25 ngày, là càng để lâu thì nó càng thấm ha. Thì lúc đó mình sẽ làm mở ra cho các bạn xem ha, chơi cho vui. Rồi thì bây giờ mình sẽ để vô trong cái thùng này. Dùng chất vô trong thùng nha các bạn. À, chất vô trong thùng rồi đậy nắp cho kín lại ha. Vừa đủ cái thùng luôn ha. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sắp vô vừa đầy một cái thùng ha. Đó,
Rồi bây giờ các bạn lấy cái nắp thùng các bạn đậy lại giùm cho mình rồi để ha. Để cái nhiệt độ bình thường nha các bạn. Để cái nhiệt độ bình thường ha. Đó. Rồi ha. Okay, 25-30 ngày. Thì cái hột vịt muối này á thì mình đã ngâm hồi lúc mà 25 tây tháng 4 ha. Thì bây giờ thì nó đã là 23 tây tháng 5 rồi. Ha, thì bây giờ chạy ra là cũng 28 ngày rồi. Ok ha, thì bây giờ đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đó ha. Đó. Ok, đó. Rồi ok ha các bạn. Nó là 28 ngày. Rồi ha. Đó. Rồi ha, thì bây giờ mình sẽ lấy ra một mớ ha, rồi mình luộc. Mình luộc rồi cho các bạn xem chơi cho vui ha. Coi coi nó ngon như thế nào. Đây là 28 ngày. Nhiều người người ta làm ví dụ 22, 23, 24 ngày thì nó không có được đậm đà. Ha, mình làm 28 ngày để cho nó đậm đà, nó thơm ngon nha các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ bắt cái nồi lên mình luộc ha. 2, 4, 6 trứng. Ha, hột vịt này là trứng nào trứng nấy là khổng lồ nha các bạn. Nó thì cái vịt này á, là cái vịt mà không phải mà nuôi ở trên chuồng. Mà cái hột vịt này là cái con vịt này họ sẽ nuôi chạy đồng đó các bạn. Chạy trong cái farm đó ha. Nó rất là bự, hột nào hột nấy khổng lồ luôn. Đó, thì sẵn đây các bạn có muốn mà thích cái hột vịt này ha, thì các bạn cũng inbox cho mình. Đó, thì mình cũng bán cái hột vịt này. Nó một chục như vậy là 12 đồng nha các bạn. Đó, hột vịt tươi ha, trứng nào trứng nấy khổng lồ. Đó, 12 đồng một chục. Các bạn muốn thì các bạn cứ inbox cho mình rồi mình sẽ nếu mà các bạn mua nhiều thì mình sẽ đem tới nhà cho các bạn. Thì bây giờ là cái hột vịt muối này mình luộc được 30 phút rồi nha. Như vậy thì đã được rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị vớt nó ra rồi để nguội, rồi mình sẽ xẻ nó ra ha cho các bạn xem chơi cho vui ha. Đây là hột vịt 30 phút nha các bạn. À, sẵn kế đó mình sẵn mình luộc hột vịt rồi, mình bắt cái nồi cháo lên luôn ha. Đó, nồi cháo đang sôi ở đằng kia. Đó, thì cái này mình chẻ ra một hồi là mình hột vịt muối mình sẽ ăn với cháo trắng nha các bạn. Đó là hết bài luôn ha. Ok các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ chẻ nó ra ha. Quá ngon luôn. Ok các bạn ơi, xong rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ múc cháo ra rồi mình mời các bạn nha. Bây giờ là thơm phức luôn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ cái món hột vịt muối của mình nó đã xong rồi ha. Đó, thì mình ngâm cái hột vịt này là 28 ngày nha các bạn ha. 28 ngày. Khi mình luộc, mình luộc nãy giờ là 30 phút nha. Đó, hột vịt. Làm hột vịt muối ha, rất là dễ. Nó thì cái này là mình sẽ ăn với cháo trắng nha các bạn. Nó hột vịt này là thơm phức luôn ha, trứng nào trứng nấy khổng lồ luôn ha. Nó thì ok các bạn có thích mà hột vịt này đó thì các bạn cứ inbox cho mình ha. Cái này là một chục như vậy là 12 đồng ha, một chục 12 đồng. Nó hột vịt rất là trứng là trứng bự ha. Vịt này là vịt nuôi chạy đồng chứ không có là vịt nuôi trong chuồng. Ha, vịt không phải là vịt nuôi trên chuồng ha các bạn. Nó thả rong á, vịt thả rong á. Ok ha, một chục 12 đồng. Đó, thì các bạn mua về các bạn nấu vịt kho tàu cũng được ha, hột vịt kho tàu, thịt kho hột vịt ha. Các bạn làm hột vịt muối như thế này ăn với cháo trắng là coi như là hết ý luôn ha. Rất là ngon, thơm phức à. Các bạn chẻ ra là thơm phức nha các bạn. Rồi ha, ok ha. Mình xin phép chào tạm biệt các bạn nha. Mình xin chúc các bạn được dồi dào sức khỏe ha, vạn sự như ý ha. Các bạn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống ha. Rồi ok, mình xin phép chào tạm biệt các bạn. Bye bye các bạn.